Mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Cùng Bay Vào Bếp. Cơm chiên luôn được nhiều người lựa chọn trong các món ăn bởi đơn giản, dễ làm và nhanh chóng. Nguyên liệu thì rất là dễ, không cầu kỳ. Một trong những món cơm chiên được nhiều người ưa thích là cơm chiên cá mặn. Cơm chiên cá mặn hạt cơm thì giòn rụm, nhà nghe rõ tiếng rộp rộp như là cơm cháy, ăn vô cùng thích. Và cách làm như thế nào thì Mai mời cả nhà mình cùng vào bếp với Mai nha. Ở đây Mai có một tô cơm nguội. Cơm nấu mình không nên nấu cho cơm nhão ha, phải để cho hạt cơm được khô ráo thì khi chiên cơm sẽ ngon và không có bị vón cục. Tiếp theo Mai sẽ dùng khoảng nửa chén cơm nguội. Cơm này đã được để trong tủ lạnh cho khô lại rồi. Phần cơm này Mai sẽ làm cơm cháy. Tiếp theo thì Mai sẽ dùng hai quả trứng gà và một con cá khô. Tùy theo anh chị có loại khô nào thì mình dùng khô đó nha. Mình dùng loại khô lớn một tí để cho có nhiều thịt. Tuy nhiên để làm cơm chiên cá mặn thì mình nên chọn loại cá được ướp muối mặn ha. Trước tiên thì Mai sẽ cho một ít bột chiên giòn vào trong chén cơm nguội. Chén cơm này mà lúc nãy Mai đã để trong tủ lạnh nè. Mình cho một lượng bột vừa đủ nha. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên. Mình trộn đều và bóp cho hạt cơm tơi ra. Khi thấy hạt cơm đã áo bột và tơi ra như vậy là được nha. Tiếp theo thì Mai sẽ đập cho hai quả trứng vào chén. Nếu như mà anh chị thích ăn nhiều trứng thì có thể tăng lượng trứng lên nha. Sau đó thì mình khuấy đều lên. Và tiếp theo Mai sẽ bắt đầu chiên trứng. Cho một ít dầu ăn vào chảo. Sau đó thì cho chén trứng vào. Và lúc này Mai sẽ dùng đũa để khuấy trứng. Mình khuấy cho đến khi thấy trứng chín và tơi ra như vậy nè là được nha. Tiếp theo thì Mai sẽ cho một lượng dầu ăn vào chảo. Khi thấy dầu đã sôi lăn tăn rồi thì Mai sẽ cho chén cơm nguội đã tẩm bột vào chiên. Dầu cho vào thì mình canh sao cho ngập cơm là được, không cần phải quá nhiều nha. Mình dùng đũa đảo sơ. Sau đó thì Mai sẽ để yên ở đây cho cơm vàng ha. Lúc này khi thấy cơm đã vàng giòn rồi á, thì mình đảo đều lại một lần nữa. Mình thử nếu như mà thấy cơm đã giòn rồi thì lúc này Mai sẽ vớt cơm ra. Rồi Mai cũng sẽ cho cá khô vào chiên luôn. Khi chiên thì mình không cần phải chiên cho cá quá chín vàng đâu ha. Nếu như mà cá vàng quá thì sẽ dễ bị cứng nha. Lúc này khô đã có cái độ vàng nhẹ rồi thì Mai sẽ vớt khô ra. Sau khi chiên khô xong thì lúc này khô cũng đã nguội rồi. Bây giờ thì Mai sẽ xé khô nha. Mình bóc gỡ bỏ những cái xương nè. Mình chỉ lấy cái phần thịt thôi. Mình xé khô lớn nhỏ thì tùy thích ha. Tuy nhiên nếu như khô có vị mặn nhiều thì mình nên xé thật nhỏ để khi chiên khô hòa lẫn với cơm thì khi ăn sẽ không có bị mặn nha. Khô Mai đã xé nhỏ xong rồi nè. Mình xé cỡ này là được rồi ha. Thì bây giờ Mai sẽ tiến hành chiên cơm. Bắt chảo lên bếp. Cho một lượng dầu ăn vừa đủ vào. Sau đó thì Mai sẽ cho tỏi đập dập vào luôn. Phi tỏi mà đập dập như vậy nè thì khi ăn chúng miếng tỏi rất là thơm và ngon nữa. Và mình phi cho đến khi mà thấy tỏi có màu vàng nhẹ như vậy nè thì lúc này Mai sẽ cho khô vào. Và mình đảo sơ ha, làm như vậy thì khô sẽ có mùi thơm hơn. Nó bán đi cái mùi tanh của khô nha.
Mình đảo sơ tầm khoảng vài giây thì lúc này Mai sẽ cho cơm vào để chiên. Sau đó thì mình vừa trộn vừa tán để cho hạt cơm được tơi ra. Rồi Mai sẽ cho gia vị vào luôn, Mai cho vào 1 muỗng cà phê hạt nêm và 2 muỗng cà phê nước mắm ngon. Khô cá mặn thì cũng đã mặn sẵn rồi, vì vậy mình không cần phải nêm nếm nhiều đâu ha. Và anh chị nêm nếm sao cho phù hợp với khẩu vị của gia đình mình. Chiên được một lúc thì lúc này mình thấy hạt cơm đã tơi ra rồi, thì bây giờ Mai sẽ cho tất cả cơm chiên giòn lúc nãy nè. Đây là chén cơm mà lúc nãy mình chiên để tạo cái độ giòn á, thì mình cho hết vào đây luôn. Sau đó thì cũng sẽ cho trứng vào. Rồi mình đảo đều. Mình trộn tất cả cơm đều lại với nhau ha. Trộn đều xong rồi thì mình tắt bếp và cho vào một ít hạt tiêu xay. Cho tiêu vào sẽ giúp cho cơm được thơm hơn. Rồi Mai sẽ cho hành lá vào luôn. Sau đó thì mình trộn đều lên. Rồi lúc này mình có thể thưởng thức được rồi nha. Cơm chiên cá mặn thơm lừng nóng hổi, rất là hấp dẫn. Đây cả nhà mình xem nè, hạt cơm tơi ra không vón cục, cũng không có nhão. Màu sắc thì rất là bắt mắt. Màu trắng của cơm hòa lẫn cùng với màu nâu của cơm cháy, thêm màu vàng của trứng, trông thật là hấp dẫn. Cơm có vị vừa ăn rất là ngon. Vị mặn nhẹ của khô, giòn rợp rợp của cơm chiên giòn, ăn giống như là cơm cháy vậy. Béo bùi thơm của tỏi, một sự kết hợp rất là tuyệt vời. Với cách chiên cơm này, chúng ta không cần phải đi nhà hàng mà ngay tại nhà cũng đã có ngay một món cơm chiên cá mặn ngon lành cành đào rồi. Cách làm rất là dễ, không cầu kỳ, mà chúc cho cả nhà mình thực hiện thành công để chiêu đãi cho gia đình mình bữa ăn ngon miệng. Mai cảm ơn cả nhà đã xem hết video, và nếu như anh chị thích cách làm này thì ủng hộ tinh thần Mai bằng cách dành tặng cho Mai một like và đăng ký kênh. Đồng thời đừng quên ấn thêm cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Và bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại cả nhà ở video lần sau.